Xin chào tất cả các em. Trong video này, thầy sẽ giới thiệu với các em bài số 16 các cấu trúc điều khiển của môn tin học 6 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bây giờ trước khi đi vào nghiên cứu nội dung bài học, chúng ta cùng suy nghĩ và trả lời cho thầy câu hỏi sau. Như các em đã biết, đây chính là các hình ngữ. Các hình này được sử dụng trong việc mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối. Thì ở đây có các hình, nó là hình oval là chỉ điểm bắt đầu và kết thúc của thuật toán này. Hình bình hành là mô tả đầu vào và đầu ra của thuật toán này. Hình chữ nhật là mô tả bước xử lý của thuật toán này. Và hình thoi, đây là mô tả bước kiểm tra điều kiện. Và đây là dấu mũi tên cho chúng ta biết được trình tự và thực hiện các bước của thuật toán. Và bài học hôm trước chúng ta đã sử dụng sơ đồ khối để mô tả một số thuật toán sau này. Đây chính là thuật toán tính tổng hai số A và B. Và đây chính là thuật toán mô tả cách gấp hình trò chơi Đông Tây Nam Bắc. Vậy thì khi quan sát hai thuật toán này thì các bạn thấy hai thuật toán này đều không sử dụng đến hình thoi. Như vậy hai thuật toán này đều không sử dụng đến hình thoi để mô tả. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hình thoi mô tả bước kiểm tra điều kiện được sử dụng trong trường hợp nào và khi nào sẽ sử dụng nó. Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu nội dung bài học này. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu nội dung thứ nhất. Một là cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh. Bây giờ các bạn cùng quan sát trên màn hình. Đây chính là sơ đồ mô tả hai thuật toán. Bây giờ các em hãy cùng quan sát và suy nghĩ trả lời cho thầy câu hỏi sau. Em hãy mô tả trình tự thực hiện các bước trong hai thuật toán trên. Thì để mô tả được trình tự các bước thực hiện trong hai thuật toán trên thì các em sẽ dựa vào chiều của mũi tên để chúng ta mô tả trình tự thực hiện các bước trong hai thuật toán trên. Và đối với thuật toán thứ nhất thì các bạn sẽ dựa vào chiều mũi tên. Các bạn thấy là bước đầu tiên là chúng ta thực hiện gấp hai đường chéo của tờ giấy hình vuông để tạo nhân gấp mở tờ giấy ra. Sau đó các bạn sẽ tiến hành bước thứ hai, đó là gấp bốn góc của tờ giấy vào tâm. Và tiếp dựa vào chiều mũi tên thì các bạn thấy là chúng ta sẽ thực hiện bước thứ ba, đó là lật mặt bên kia. Tiếp theo là chúng ta tiếp tục gấp bốn góc vào tâm và mũi tên chỉ đến bước tiếp theo, đó là đặt tờ giấy đã gấp nằm ngang, luồn các ngón cái ngón trỏ của hai tay vào bốn góc ở mặt dưới. Mũi tên chỉ bước tiếp theo là chỉnh sửa các thước gấp. Chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời cho thuật toán thứ nhất là tất cả các bước của thuật toán thứ nhất này đều được thực hiện và các bước này được thực hiện lần lượt theo chiều từ bắt đầu đến kết thúc theo trình tự liệt kê. Bây giờ chúng ta cùng quan sát thuật toán thứ hai. Chúng ta cũng hãy dựa vào chiều chỉ của tên để chúng ta mô tả thứ tự trình tự các bước thực hiện tại thuật toán thứ hai để chúng ta thấy sự khác nhau giữa hai thuật toán. Các bạn thấy là đầu tiên dựa vào chiều mũi tên, chúng ta thấy bước đầu tiên trong thuật toán này là chúng ta cần kiểm tra điều kiện. Vì sao thầy lại biết đây chính là bước kiểm tra điều kiện? Thì chúng ta thấy là cái lệnh này được nằm trong hình thoi. Và bây giờ chúng ta thấy là từ bước kiểm tra điều kiện này sẽ xuất hiện và mũi tên chỉ hướng, chỉ theo hai hướng, hướng đúng và hướng sai. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện hướng nào? Thì ở đây trong trường hợp này chỉ một hướng được thực hiện, đó là hướng đúng hoặc là hướng sai. Nếu điều kiện trời mưa là đúng thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh là chơi cờ trong lớp. Còn nếu điều kiện trời mưa là sai, có nghĩa là trời không mưa, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh đá bóng ngoài sân và không thực hiện lệnh chơi cờ trong lớp. Đấy. Như vậy là từ việc mô tả thuật toán chúng ta có thể khẳng định như sau. Đối với thuật toán này thì các bước xử lý có thể được thực hiện hoặc không được thực hiện. Nếu thực hiện là bước xử lý là chơi cờ trong lớp thì không thực hiện bước xử lý là đá bóng ngoài sân. Còn ngược lại, nếu thực hiện bước xử lý là đá bóng ngoài sân thì chúng ta không thực hiện bước chơi cờ trong lớp. Thì việc thực hiện bước xử lý tiếp theo là bước nào thì tùy thuộc vào điều kiện của thuật toán. Và quay lại đối với thuật toán thứ nhất. Đối với thuật toán thứ nhất thì tất cả các bước đều thực hiện và các bước này được thực hiện một cách lần lượt theo chiều từ bắt đầu đến kết thúc trình tự liệt kê. Và cái thuật toán có đặc điểm như này được gọi là thuật toán mô tả theo cấu trúc tuần tự. Thì chúng ta đã biết là sơ đồ mô tả thuật toán này chính là
sơ đồ mô tả thuật toán theo cấu trúc tuần tự, và đây chính là một cái ví dụ cụ thể về sơ đồ thuật toán được mô tả theo cấu trúc tuần tự. Và từ một ví dụ cụ thể về sơ đồ thuật toán mô tả theo cấu trúc tuần tự thì chúng ta sẽ đưa ra cái sơ đồ mô tả cấu trúc tuần tự một cách tổng quát như sau. Đây chính là sơ đồ mô tả cấu trúc tuần tự tổng quát. Trong cấu trúc tuần tự này, các lệnh sẽ được thực hiện lần lượt từ bắt đầu đến kết thúc, tức là sẽ thực hiện từ lệnh 1 này, xong đến lệnh 2, xong đến lệnh 3, và có thể còn một số lệnh nữa tùy thuộc vào thuật toán. Bây giờ để biết được trình tự thực hiện các lệnh thì em cứ dựa vào chiều chỉ của mũi tên để chúng ta biết là thứ tự thực hiện các lệnh trong thuật toán. Bây giờ chúng ta tiếp tục quan sát hai sơ đồ mô tả thuật toán sau, và các em hãy trả lời cho thầy câu hỏi. Em hãy mô tả trình tự thực hiện các bước trong hai thuật toán trên và chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau của hai thuật toán trên. Bây giờ các bạn sẽ suy nghĩ và mô tả cho thầy hai thuật toán này. Thì để mô tả trình tự thực hiện của hai thuật toán này thì các em cứ dựa vào chiều chỉ mũi tên. Bây giờ đối với thuật toán thứ nhất, các em nhìn thấy chiều chỉ mũi tên đầu tiên, chúng ta cần phải kiểm tra điều kiện, và điều kiện là trời mưa. Và nếu điều kiện trời mưa là đúng thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh là chơi cờ trong lớp. Còn nếu điều kiện trời mưa là sai, có nghĩa là trời không mưa, thì chúng ta sẽ không thực hiện lệnh chơi cờ trong lớp và chúng ta không thực hiện lệnh nào cả. Bây giờ các bạn cùng quan sát sang thuật toán thứ hai, các em cùng phân tích, cùng lắng nghe để chúng ta chỉ ra cái điểm khác nhau giữa hai thuật toán này. Thì đối với thuật toán này, trình tự thực hiện các bước đó là, đầu tiên đó là bước kiểm tra điều kiện là trời mưa. Vậy thì nếu điều kiện trời mưa là đúng thì chúng ta sẽ dựa vào chỉ mũi tên này, chúng ta sẽ thực hiện lệnh theo chỉ mũi tên chỉ là điều kiện trời mưa là đúng, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh là chơi cờ trong lớp và chúng ta sẽ không thực hiện lệnh đáp án ngoài sân. Còn nếu trong trường hợp chúng ta kiểm tra điều kiện trời mưa mà sai, tức là trời không mưa, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh theo chiều chỉ của mũi tên theo hướng là sai, chúng ta sẽ thực hiện lệnh là đá bóng ngoài sân và không thực hiện lệnh chơi cờ trong lớp. Như vậy chúng ta thấy là trong trường hợp này chỉ một lệnh được thực hiện. Nếu lệnh ở điều kiện đúng thực hiện thì lệnh ở điều kiện sai không thực hiện, và ngược lại, nếu lệnh ở điều kiện sai thực hiện thì lệnh ở điều kiện đúng không thực hiện. Như vậy chúng ta sẽ chỉ ra cái điểm giống nhau của hai thuật toán này là, thì các bước xử lý trong hai thuật toán trên có thể được thực hiện hoặc không được thực hiện, và bước xử lý tiếp theo cũng tùy thuộc vào điều kiện của thuật toán. Còn điểm khác nhau ở đây là đối với thuật toán thứ nhất này. Đấy, thuật toán thứ nhất tức là thuật toán ở bên trái của màn hình các bạn này, khác với thuật toán ở bên phải ở chỗ này. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện một lệnh, còn nếu điều kiện sai thì không thực hiện lệnh nào. Còn đối với thuật toán ở vị trí bên phải màn hình thì khác so với thuật toán ở bên trái màn hình là chỗ, nếu điều kiện đúng thì thực hiện một lệnh, còn nếu điều kiện sai thì cũng thực hiện một lệnh, nhưng lệnh này khác với cái lệnh ở điều kiện đúng. Và đây chính là điểm khác nhau giữa hai thuật toán này. Và đối với thuật toán thứ nhất là điều kiện đúng thì thực hiện lệnh, còn điều kiện sai thì không thực hiện lệnh nào cả, thì thuật toán này được mô tả theo cấu trúc rẽ nhánh rạch thiếu ấy. Còn đối với thuật toán ở bên phải này, chúng ta thấy là điều kiện đúng cũng thực hiện lệnh và điều kiện sai thì thực hiện một lệnh khác, thì thuật toán này được mô tả theo cấu trúc rẽ nhánh giãn đủ. Đây, bây giờ các bạn cùng quan sát, đây chính là một ví dụ cụ thể về sơ đồ thuật toán có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu, và từ sơ đồ này chúng ta có thể suy ra cái sơ đồ tổng quát của cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu như sau. Đây chính là sơ đồ về cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu, sơ đồ tổng quát. Và đối với sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu thì cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu hoạt động như sau này. Chúng ta sẽ dựa vào chiều chỉ của tên để chúng ta viết mô tả hoạt động của cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện là đúng chúng ta sẽ thực hiện lệnh, còn nếu điều kiện sai thì chúng ta không thực hiện lệnh nào cả và chúng ta kết thúc cấu trúc. Và đây chính là một ví dụ cụ thể về cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Thì từ ví dụ cụ thể của cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ này, chúng ta có thể đưa ra cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ tổng quát như sau. Đây chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ, và
hoạt động của cấu trúc này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện bước kiểm tra điều kiện được mô tả trong hình thoi. Và nếu điều kiện là đúng thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh nhất, sau đó chúng ta kết thúc cấu trúc. Và nếu điều kiện là sai thì chúng ta lại thực hiện lệnh thứ hai mà không thực hiện lệnh thứ nhất. Và sau khi thực hiện lệnh thứ hai xong là chúng ta kết thúc thuật toán. Vậy thì trong cấu trúc vẽ nhánh dạng đồ này thì nếu lệnh 1 được thực hiện thì lệnh 2 không được thực hiện. Còn nếu lệnh 2 thực hiện thì lệnh 1 không được thực hiện. Như vậy là chỉ có một lệnh được thực hiện. Và lệnh nào được thực hiện là phụ thuộc vào cái bước kiểm tra điều kiện. Và bây giờ các bạn cùng quan sát để so sánh cái sơ đồ tổng quát của cấu trúc vẽ nhánh dạng thiếu và cấu trúc vẽ nhánh dạng đủ. Đối với cấu trúc vẽ nhánh dạng thiếu này, chúng ta thấy là 6 bước kiểm tra điều kiện. Thì nếu điều kiện là đúng thì thực hiện một lệnh, còn nếu điều kiện là sai thì không thực hiện lệnh nào cả và kết thúc cấu trúc. Còn đối với cấu trúc vẽ nhánh dạng đủ này, thì 6 bước kiểm tra điều kiện thì nếu điều kiện đúng ta thực hiện lệnh 1, còn nếu điều kiện lệnh còn nếu điều kiện là sai thì chúng ta thực hiện lệnh 2, sau đó chúng ta kết thúc cấu trúc. Như vậy qua cái nội dung vừa học thì chúng ta cần ghi nhớ nội dung của một cấu trúc tương tự cấu trúc vẽ nhánh như sau. Các cần nhớ được sơ đồ tổng quát của các cấu trúc sau, đó là cấu trúc tuần tự, cấu trúc vẽ nhánh dạng thiếu, cấu trúc vẽ nhánh dạng đủ. Và chúng ta nhớ được hoạt động của các cấu trúc này. Đối với cấu trúc tuần tự thì các bước sẽ được thực hiện lần lượt theo trình tự từ bắt đầu đến kết thúc này. Còn là đối với cấu trúc vẽ nhánh dạng thiếu này thì nếu điều kiện đúng thì thực hiện lệnh, còn nếu điều kiện sai thì không thực hiện lệnh nào cả. Còn đối với cấu trúc vẽ nhánh dạng đủ thì nếu điều kiện đúng thì ta sẽ thực hiện lệnh 1, còn nếu điều kiện sai thì chúng ta thực hiện lệnh 2 mà không thực hiện lệnh 1. Bây giờ vận dụng kiến thức đã học, chúng ta hãy trả lời các câu hỏi của phần 1 như sau. Bây giờ chúng ta hãy trả lời câu thứ nhất là em hãy kể hai công việc trong cuộc sống thực hiện tuần tự theo các bước. Và em hãy mô tả công việc bằng sơ đồ khối. Thì ở đây trong cuộc sống có rất nhiều công việc được thực hiện một cách tuần tự theo các bước. Thì đây hãy lấy hai ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất đó là mô tả các bước để nấu một bát mì. Chúng ta sẽ thực hiện việc mô tả theo cấu trúc tuần tự như sau. Bước đầu tiên là cho nước vào nồi. Bước thứ hai là đun nước sôi. Bước thứ ba là cho mì vào nồi. Bước thứ tư là cho gia vị vào nồi. Và bước thứ năm là chúng ta đợi 2-3 phút cho bát mì chín. Và khi đó chúng ta sẽ được đầu ra đó chính là bát mì. Và công việc thứ hai được thực hiện tuần tự theo các bước và được mô tả bằng sơ đồ khối như sau. Đó là công việc pha trà mời khách này. Thì bước đầu tiên chúng ta cần tráng ấm chén bằng nước sôi. Bước thứ hai là chúng ta cần cho trà vào ấm. Bước thứ ba là chúng ta rót nước sôi vào ấm này, đợi 3-4 phút này. Bước thứ tư là chúng ta rót trà ra chén và khi đó chúng ta sẽ được một chén trà mời khách. Bây giờ chúng ta sang câu thứ hai. Câu hai là nếu trời mưa thì em không đi đá bóng. Có chữ cấu trúc nào? Em hãy mô tả câu này bằng sơ đồ khối. Em thấy là ở đây là điều kiện là nếu trời mưa thì em không đi đá bóng. Câu này chứa cấu trúc vẽ nhánh dạng thiếu. Thì cấu trúc vẽ nhánh dạng thiếu trong trường này được mô tả như sau. Đầu tiên là bước kiểm tra điều kiện là trời mưa. Và nếu mà điều kiện trời mưa là đúng, chúng ta sẽ thực hiện lệnh là không đi đá bóng. Còn nếu điều kiện trời mưa là sai, nghĩa là trời không mưa, thì chúng ta sẽ không thực hiện lệnh nào cả. Bây giờ chúng ta sang phần 2, đó là cấu trúc lặp. Bây giờ các bạn hãy quan sát cái sơ đồ khối mô tả thuật toán sau. Và bây giờ các em hãy mô tả trình tự thực hiện các bước trong thuật toán này. Thì để mô tả trình tự thực hiện các bước trong thuật toán này, các em cũng dựa vào mũi tên chỉ hướng này. Các bạn thấy là đầu tiên đó là mũi tên chỉ đến bước kiểm tra điều kiện. Điều kiện ở đây là chưa làm bài tập. Nếu mà chưa làm bài tập là đúng thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh là làm bài tập. Vậy sau khi chúng ta thực hiện lệnh bài tập thì chúng ta sẽ dựa vào chiều chỉ mũi tên này. Chúng ta thấy là mũi tên chỉ về bước kiểm tra điều kiện. Và ở đây chúng ta lại tiếp tục
kiểm tra điều kiện là điều kiện chưa làm hết bài tập. Nếu chúng ta kiểm tra điều kiện là chưa làm hết bài tập là đúng thì chúng ta lại tiếp tục làm bài tập. Sau khi làm bài tập chúng ta lại tiếp tục theo chiều chỉ của BT để chúng ta xác định được công việc tiếp theo hay bước thực hiện tiếp theo đó là gì. Thì bước thực hiện tiếp theo lại tiếp tục kiểm tra điều kiện chưa làm hết bài tập. Nếu là đúng thì lại tiếp tục làm bài tập rồi lại quay về bước kiểm tra điều kiện. Và nếu bước kiểm tra điều kiện là sai, có nghĩa là chúng ta đã làm bài tập rồi, thì chúng ta sẽ kết thúc cấu trúc. Như vậy ở đây các bạn thấy là cái công việc hay cái lệnh làm bài tập này và lệnh kiểm tra điều kiện này được lặp đi lặp lại nhiều lần và lặp đi lặp lại tới khi chúng ta kiểm tra điều kiện là sai, tức là chúng ta đã làm xong các bài tập. Vậy thì câu hỏi này chúng ta có thể trả lời như sau. Đối với tập toán trên này, thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện, và nếu điều kiện là đúng thì thực hiện lệnh làm bài tập, và bước kiểm tra điều kiện và bước làm bài tập sẽ được lặp đi lặp lại cho tới khi bước kiểm tra điều kiện là sai. Nên ở đây chúng ta sẽ có sơ đồ phối mô tả theo cấu trúc lặp, và đây chính là một ví dụ cụ thể về cấu trúc lặp. Thì từ ví dụ cụ thể này chúng ta sẽ đưa ra sơ đồ phối mô tả cấu trúc lặp và tổng quát. Đây chính là sơ đồ phối mô tả cấu trúc lặp tổng quát. Thì sơ đồ phối này hoạt động như sau. Đầu tiên chúng ta tiến hành bước kiểm tra điều kiện, thì dựa vào mũi tên chỉ hướng này chúng ta biết được là bước đầu tiên là kiểm tra điều kiện, và bước kiểm tra điều kiện này nằm trong hình thoi. Và nếu điều kiện là đúng thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh, và sau đó chúng ta lại theo chiều chỉ của mũi tên này là chúng ta lại quay về bước kiểm tra điều kiện, và nếu điều kiện là đúng thì chúng ta thực hiện lệnh, rồi chúng ta lại tiếp tục theo chỉ mũi tên kiện là lệnh kiểm tra điều kiện, và nếu điều kiện là sai thì chúng ta mới kết thúc cấu trúc. Như vậy nội dung của phần 2 cấu trúc lặp chúng ta cần ghi nhớ những nội dung sau. Đầu tiên chúng ta cần phải nhớ được sơ đồ khối mô tả cấu trúc lặp. Thì cấu trúc lặp dùng để mô tả các bước của thuật toán được thực hiện lặp lại nhiều lần trong cấu trúc lặp, bao giờ cũng có bước kiểm tra điều kiện kết thúc quá trình lặp. Và nội dung phần 1 và nội dung phần 2 chúng ta đã biết được có 3 cấu trúc, đó là cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp. 3 cấu trúc này đã đủ để mô tả mọi thuật toán. Và bây giờ vận dụng kiến thức, các em hãy trả lời các câu hỏi của phần 2. Câu thứ nhất là em hãy kể hai công việc trong cuộc sống mà em thực hiện gồm các bước được lặp lại nhiều lần. Trong cuộc sống thì có rất nhiều công việc các bước được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì ở đây phải lấy ví dụ như sau, đó là công việc rửa rau. Thì chúng ta thực hiện các bước như sau. Bước 1 là cho rau và chậu và xả nước ngập rau này. Bước 2 là dùng tay đảo rau trong chậu. Bước 3 là vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu và ra. Bước thứ 4 lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi rau sạch thì kết thúc. Công việc thứ 2 đó là công việc đánh răng này. Thì bước 1 ta lấy kem đánh răng vào bàn chải. Bước 2 là lấy một cốc nước. Bước 3 là đánh răng. Và bước 4 là chúng ta sẽ lặp lại bước 3 cho đến khi rau sạch. Bước 5 là chúng ta xúc miệng, và bước 6 là chúng ta lặp lại bước 5 cho đến khi miệng sạch thì dừng lại, tức là chúng ta sẽ tiến hành là xúc miệng nhiều lần cho tới khi răng sạch thì chúng ta mới kết thúc. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Bạn Khoa đang lập trình bằng Scratch qua muốn chú mèo di chuyển 10 bước liên tục cho đến khi chạm nghiêng thì dừng lại. A là điều kiện để chú mèo dừng lại là gì. B hình 6.10 là sơ đồ khối mô tả thuật toán thực hiện yêu cầu của bạn Khoa này. Em hãy vẽ sơ đồ khối đó vào vở rồi điền các bước để hoàn thành sơ đồ khối. Và để chúng ta có câu trả lời A như sau, đúng. Điều kiện để chú mèo dừng lại đó là đã chạm biên. Còn đối với B chúng ta sẽ có thể là điền các bước vào sơ đồ thuật toán như sau. Đầu tiên là bước kiểm tra điều kiện. Điều kiện là chưa chạm biên. Nếu điều kiện chưa chạm biên là đúng, tức là chú mèo là chưa chạm biên, thì chú mèo sẽ thực hiện lệnh là di chuyển 10 bước. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào chiều chỉ của mũi tên này, chúng ta sẽ quay về là bước kiểm tra điều kiện là chưa chạm biên. Nếu điều kiện chưa chạm biên là đúng thì chú mèo lại tiếp tục di chuyển 10 bước. Sau đó chúng ta lại tiếp tục quay về bước kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện chưa chạm biên là sai, có nghĩa là chú mèo đã chạm biên rồi, thì khi đó là chú mèo sẽ thực hiện lệnh là dừng lại. Và chúng ta kết thúc thuật toán. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang phần luyện tập. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm câu 1, đó là em hãy trình bày các câu sau đây dưới dạng sơ đồ khối theo cấu trúc rẽ nhánh. Thì A, nếu
có kẻ trên mạng nghe gọi thì em cần nói cho trả lời biết. Thì ở ý A là điều kiện là có kẻ trên mạng thì thực hiện lệnh là cần nói cho trả lời biết. Thì ở đây ý A chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng là thiếu, chúng ta sẽ mô tả như sau. Đấy, chúng ta thấy là đầu tiên kiểm tra điều kiện, điều kiện là có kẻ nghe gọi trên mạng được mô tả trong anh thôi. Thì nếu điều kiện là đúng, tức là có kẻ nghe gọi trên mạng, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh là em nói cho trả lời biết. Còn trong trường hợp điều kiện này là sai, tức là không có kẻ nghe gọi trên mạng, thì không thực hiện lệnh nào cả. Sang ý B là nếu nhận được thư điện tử có đính kèm tệp từ địa chỉ không quen biết thì em không nên mở tệp đính kèm. Như vậy là ở đây là điều kiện là nhận thư điện tử có tệp đính kèm từ địa chỉ không quen biết này, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh là không nên mở tệp đính kèm. Thì câu B này chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu, chúng ta mô tả như sau này. Điều kiện là thư điện tử có đính kèm tệp từ địa chỉ không quen biết này. Nếu điều kiện này là đúng thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh là không mở tệp đính kèm, còn điều kiện này là sai thì chúng ta không thực hiện lệnh nào cả. Điều C là nếu có tin nhắn từ người không quen biết yêu cầu gửi thông tin cá nhân thì em không nên gửi. Như vậy ở điều C là điều kiện là có tin nhắn từ người không quen biết yêu cầu gửi thông tin cá nhân thì lệnh là chúng ta là không nên gửi. Vậy thì IC này cũng chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu, chúng ta có thể mô tả như sau. Đây, điều kiện là tin nhắn từ người không quen biết yêu cầu gửi thông tin cá nhân, thì nếu mà điều kiện này là đúng, tức là có tin nhắn từ người không quen biết yêu cầu gửi thông tin cá nhân thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh là không gửi thông tin. Còn nếu điều kiện này là sai, chúng ta không thực hiện lệnh nào cả. Sang câu thứ hai là trong các câu sau đây, câu nào có thể biểu diễn bằng sơ đồ khối có cấu trúc lặp, hãy mô tả câu đó bằng sơ đồ khối. Ở đây A, nếu sáng mai trời mưa, em sẽ mang theo áo mưa. Và với câu A, điều kiện là sáng mai trời mưa thì lệnh thực hiện nó là em sẽ mang theo áo mưa. Như vậy câu này chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Còn ý B, nếu vẫn chưa làm hết bài tập, em phải làm bài tập cho đến khi nào hết. Như vậy ở đây điều kiện là vẫn chưa làm hết bài tập và em sẽ lặp lại cái việc làm bài tập cho đến khi hết. Như vậy câu B ở đây chính là cấu trúc lặp. Đấy, đáp án ở đây chính là đáp án B. Và đáp án C, nếu được nghỉ 3 ngày vào dịp Tết Dương lịch thì gia đình em sẽ đi du lịch, còn không sẽ có kế hoạch khác. Như vậy là điều kiện ở đây là được nghỉ 3 ngày Tết Dương lịch này thì em sẽ đi du lịch, còn nếu không được nghỉ thì em sẽ có kế hoạch khác. Như vậy ở câu C này chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ. Vậy thì chúng ta có thể mô tả cấu trúc lặp ở câu B như sau. Cấu trúc lặp ở câu B hoạt động như sau này. Đầu tiên có kiểm tra điều kiện là chưa làm hết tập, và nếu chưa làm hết tập là đúng thì chúng ta cần phải làm hết tập. Sau đó chúng ta lại quay về kiểm tra điều kiện chưa đến làm hết bài tập, và nếu điều kiện này đúng chúng ta lại tiếp tục phải làm bài tập. Sau đó chúng ta lại quay về bước kiểm tra điều kiện, và tới khi điều kiện chưa làm bài tập là sai, tức là chúng ta đã làm hết bài tập thì chúng ta sẽ không thực hiện lệnh nào và chúng ta kết thúc cấu trúc lặp. Câu 3, em hãy quan sát sơ đồ khối hình 6.11a và hình 6.11b và cho biết mỗi sơ đồ khối mô tả cấu trúc nào. Bây giờ em cũng quan sát và mô tả hoạt động hai cấu trúc này để chúng ta xác định xem đây chính là sơ đồ khối mô tả cái cấu trúc nào. Để ta quan sát cái sơ đồ thứ nhất là hình 6.11a thì chúng ta dựa vào tên để chúng ta mô tả được hoạt động của sơ đồ này. Đầu tiên chúng ta thấy là có một tên chỉ đến bước kiểm tra điều kiện là chưa trúng đích, và nếu điều kiện chưa trúng đích là đúng, tức là chúng ta nếu bóng chưa trúng đích thì chúng ta cần phải thực hiện lệnh là ném bóng vào đích. Sau đó chúng ta dựa vào chỉ cụ tên chúng ta sẽ quay về bước kiểm tra điều kiện là chưa trúng đích. Nếu điều kiện này đúng thì chúng ta lại tiếp tục phải thực hiện lệnh là ném bóng vào đích. Sau đó chúng ta lại đi theo chiều mũi tên để chúng ta quay về bước kiểm tra điều kiện, và nếu điều kiện chưa trúng đích là sai, có nghĩa là đã trúng đích rồi, chúng ta sẽ kết thúc cấu trúc.
thì cấu trúc ở thì 16.1a đấy chính là cấu trúc lặp lệnh hay là công việc được lặp đi lặp lại, đó chính là công việc là kiểm tra điều kiện và công việc ném bóng sẽ được lặp đi lặp lại tới khi nào chúng ta lên bóng trúng đích thì thôi. Còn đối với cấu trúc thứ hai, các bạn cùng quan sát chiều chỉ mũi tên. Đầu tiên mũi tên chỉ đến bước kiểm tra điều kiện, đó là chưa trúng đích, và nếu điều kiện chưa trúng đích là đúng thì chúng ta sẽ tiến hành ném bóng vào đích, và chúng ta chỉ thực hiện việc ném bóng vào đích một lần rồi chúng ta kết thúc cấu trúc. Còn nếu điều kiện ném bóng chưa trúng đích là sai, có nghĩa là chúng ta đã ném bóng trúng đích rồi thì chúng ta cũng kết thúc cấu trúc. Đấy, như vậy là trong cái sơ đồ khối mô tả thuật toán ở hình 6.11b thì chúng ta thấy là lệnh ném bóng này chỉ thực hiện có một lần, và ở đây chính là cấu trúc dẫn đến lặp thiếu. Bây giờ chúng ta sang các câu hỏi của phần vận dụng. Câu thứ nhất, bạn An cho rằng sơ đồ khối hình 6.12a thể hiện rằng nếu chưa hiểu bài thì việc đọc lại sách chỉ thực hiện một lần rồi là bài tập. Còn sơ đồ khối hình 6.12b thể hiện rằng nếu chưa hiểu bài thì việc đọc lại sách và làm bài tập sẽ thực hiện nhiều lần. Em có đồng ý với ý kiến của bạn An không? Nếu phải sửa lại nhận xét đó, em sẽ sửa lại như thế nào? Thì bây giờ các em cùng quan sát sơ đồ khối mô tả cấu trúc của hai thuật toán này. Chúng ta mô tả hoạt động của nó để chúng ta trả lời câu 1. Thì đối với sơ đồ thứ nhất, chúng ta thấy là đầu tiên, mũi tên chỉ đến là lệnh kiểm tra điều kiện. Điều kiện là chưa hiểu bài. Nếu chưa hiểu bài là đúng thì chúng ta sẽ tiến hành đọc lại sách. Đấy, đọc lại sách. Và sau khi đọc lại sách thì chúng ta thấy mũi tên chỉ đây. Đấy, chúng ta sẽ dựa vào chiều chỉ của mũi tên. Chúng ta sẽ thấy là mũi tên sẽ chỉ đến lệnh thực hiện tiếp theo, đó là làm bài tập. Và chúng ta kết thúc luôn. Như vậy, cái lệnh đọc lại sách ở đây chỉ thực hiện có một lần. Thì đã bán đối với hình 6.12a là đồng ý với nhận xét của bạn A, tức là lệnh đọc sách chỉ thực hiện có một lần. Còn đối với hình 6.12b này, chúng ta thấy là dựa vào chiều chỉ mũi tên này, ta thấy là mũi tên chỉ đến lệnh đầu tiên, đó là kiểm tra điều kiện. Điều kiện là chưa hiểu bài. Nếu điều kiện chưa hiểu bài là đúng ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành đọc lại sách. Sau khi đọc lại sách rồi, chúng ta lại dựa vào chiều chỉ mũi tên, thấy là chúng ta lại phải quay về bước kiểm tra điều kiện. Kiểm tra điều kiện nếu chưa hiểu bài là đúng thì tiếp tục đọc lại sách. Và sau khi đọc lại sách, chúng ta lại tiếp tục dựa vào chiều chỉ mũi tên này, thấy là lại quay về bước kiểm tra điều kiện. Tới khi điều kiện chưa hiểu bài là sai, tức là chúng ta đã hiểu bài rồi, thì chúng ta mới tiến hành làm bài tập. Thì ở đây chỉ có việc đọc lại sách là thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần, còn việc làm bài tập chỉ thực hiện có một lần. Vậy đối với 6.2b là nhận xét của bạn là An là việc đọc sách và làm bài tập là thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần là không đúng. Và ở đây chúng ta có thể lựa sửa lại nhận xét của bạn An như sau: nếu chưa hiểu bài thì đọc lại sách và lặp lại hành động đọc lại sách nhiều lần cho đến khi hiểu bài rồi mới làm bài tập, và việc làm bài tập chỉ tiến hành có một lần. Câu thứ hai là trong trò chơi ở phần khởi động, việc tính điểm cho mỗi cặp chơi là một hoạt động lặp. Hãy chỉ rõ công việc được lặp lại và vẽ sơ đồ khối trong cấu trúc lặp của hoạt động này. Thì câu trả lời như sau này. Thì đối với trường hợp này, công việc được lặp lại đó chính là công việc đánh giá phiếu và tính điểm của cả lớp, và hành động này được lặp đi lặp lại tới khi hết số phiếu của mỗi cặp chơi. Và công việc này được mô tả sơ đồ khối như sau này. Hoạt động của cấu trúc lặp này như sau này. Đầu tiên là chúng ta quan sát hướng của mũi tên, và thấy là đầu tiên ta cần kiểm tra điều kiện là còn chưa trả lời. Nếu điều kiện này là đúng ấy, chúng ta sẽ thực hiện việc đánh giá điểm. Sau đó chúng ta lại tựa vào chiều chỉ mũi tên. Chúng ta sẽ quay về bước kiểm tra điều kiện. Nếu còn chưa trả lời, nếu điều kiện này đúng, chúng ta lại tiếp tục thực hiện đánh giá điểm. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục lại quay về bước kiểm tra điều kiện. Và nếu điều kiện còn chưa trả lời là sai, tức là đã hết phiếu rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục cấu trúc. Bây giờ chúng ta sang câu 3. Nội dung của câu 3 là sau: cô giáo điểm danh bằng cách gọi tên từng bạn trong danh sách của lớp này. Nếu bạn nào trả lời
Có thì cô giáo gọi tên bạn tiếp theo. Còn không thì cô giáo đánh dấu vắng mặt và gọi tên bạn tiếp theo. Việc đánh giá, việc điểm danh của cô giáo có thể mô tả bằng những cấu trúc nào? Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả các cấu trúc đó. Và nội dung của cô ba được mô tả theo cấu trúc như sau. Đầu tiên chính là hình cô ba chỉ điểm bắt đầu của thuật toán này. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào chiều chỉ của mỗi tên này là cô giáo sẽ tiến hành gọi tên học sinh. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo là bước kiểm tra điều kiện. Đấy, là học sinh trả lời có. Nếu học sinh trả lời có là đúng này, thì chúng ta sẽ sang bước kiểm tra điều kiện là có còn học sinh chưa điểm danh hay không. Còn nếu trong trường hợp bước kiểm tra điều kiện học sinh trả lời là có là sai, có nghĩa là không có học sinh trả lời, thì chúng ta sẽ đánh dấu bằng bóng mặt. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc cái cấu trúc rẽ nhánh này. Và sau khi kết thúc cấu trúc rẽ nhánh này, chúng ta thực hiện lệnh tiếp theo, đó là lệnh kiểm tra điều kiện là còn học sinh chưa điểm danh. Và nếu mà điều kiện còn học sinh chưa điểm danh là đúng, chúng ta lại tiếp tục là thực hiện lệnh theo cái chiều mũi tên này, đó là chúng ta sẽ quay về được gọi tên. Và còn nếu điều kiện còn học sinh chưa điểm danh là sai, tức là đã hết học sinh rồi, thì chúng ta sẽ kết thúc cấu trúc. Và như vậy ở đây chúng ta thấy là đối với cái thuật toán này, thì chúng ta sẽ kết hợp mô tả bằng cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Đây chính là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Cái cấu trúc mà có bước kiểm tra điều kiện học sinh trả lời có hay không đấy, thì cái bước này được mô tả bằng cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. Và kết hợp giữa cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu đó chính là cấu trúc lặp. Như vậy tới đây nội dung của bài học đã kết thúc. Xin chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong video của bài học tiếp theo.